ông Macron, Pháp không gây chiến với Nga. Tổng thống Pháp Macron khẳng định Paris không có ý định gây chiến với Nga, sau khi bị Moscow chỉ trích vì tuyên bố có thể đưa quân tới Ukraine. Chúng tôi không ở trong tình trạng chiến với Nga hay người dân nước này. Pháp cũng không có ý định thay đổi chế độ tại Moscow, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Paris ngày 6 tháng 5. Dù vậy, ông Macron vẫn tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến khi còn cần thiết để giúp nước này đạt được hòa bình, lâu dài và bền vững, trong đó toàn vẹn lãnh thổ của Kyiv được tôn trọng. Phát biểu được đưa ra sau khi ông Macron trong cuộc phỏng vấn ngày 2 tháng 5 tuyên bố Pháp có thể điều quân đến Ukraine nếu lực lượng Nga chọc thủng được phòng tuyến của Kyiv và Paris được chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky yêu cầu hỗ trợ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó khẳng định đây là tuyên bố rất quan trọng và đặc biệt nguy hiểm, làm gia tăng căng thẳng liên quan xung đột Ukraine và có thể đe dọa toàn bộ cấu trúc an ninh của châu Âu. Peskov trước đó từng khẳng định ý tưởng phương Tây điều quân tới Ukraine sẽ dẫn tới nguy cơ đối đầu trực tiếp không thể tránh khỏi giữa Nga và NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6 tháng 5 ra lệnh cho quân đội Nga diễn tập sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để đáp trả những tuyên bố khiêu khích và lời đe dọa nhằm vào Nga có một số quan chức phương Tây, trong đó có Tổng thống Macron và Ngoại trưởng Anh David Cameron. Ông Cameron hôm 2 tháng 5 lần đầu công khai ủng hộ Ukraine sử dụng tên lửa do Anh cung cấp để tập kích lãnh thổ Nga, điều Moscow từng cảnh báo có thể làm xung đột leo thang. Xung đột Ukraine là một trong các chủ đề thảo luận chính trong chuyến thăm của ông Tập tới Pháp. Trong cuộc hội đàm ba bên hôm 6 tháng 5 giữa Chủ tịch Tập, Tổng thống Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, EC, Ursula von der Leyen tại Paris, lãnh đạo Pháp đề nghị Trung Quốc hợp tác chặt chẽ với châu Âu về xung đột tại Ukraine, khẳng định sự phối hợp này có ý nghĩa, quyết định. Bà von der Leyen cũng nói rằng Pháp và EU tin tưởng Trung Quốc sẽ sử dụng mọi ảnh hưởng của mình đối với Nga để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, nhấn mạnh châu Âu và Trung Quốc có chung lợi ích về hòa bình và an ninh. Chủ tịch EC nhấn mạnh bà tin tưởng ông Tập sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giảm căng thẳng leo thang phát sinh từ các lời đe dọa hạt nhân của Nga, vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội tiến hành tập trận với vũ khí hạt nhân chiến thuật cỡ nhỏ. Trung Quốc cho biết nước này duy trì lập trường trung lập về vấn đề Ukraine, song giới chức Mỹ cho rằng Bắc Kinh đang cung cấp công nghệ lưỡng dụng, có thể dùng cho mục đích quân sự và dân sự, để giúp Moscow xây dựng lại nền tảng công nghiệp quốc phòng. Trung Quốc bác bỏ thông tin. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.